Tập đoàn quốc tế Habano SA của Cuba ngày 19 tháng 1 đã giới thiệu tại Quảng Đông Trung Quốc sản phẩm xì hà phiên bản giới hạn để mừng Tết Nguyên đán. Điều có hi bè SIGLO Zero với ý nghĩa là kỷ nguyên vàng có vòng đo 54mm và chiều dài 115mm được sản xuất nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 và cũng là để kỷ niệm 30 năm thương hiệu có hi bè ra mắt dòng sản phẩm thượng hạng Line A1492. Sản phẩm được Pacific Cigar, nhà phân phối độc quyền của Habano SA ở châu Á Thái Bình Dương và Infofon Học Kỳ, nhà phân phối tại Trung Quốc, trình làng đồng thời tại nhiều thị trường châu Á, bao gồm cả Macau và Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Nhật Bản và Singapore. Phát biểu trong lễ ra mắt tại khách sạn Grand Hyatt với sự hiện diện của 120 khách mời, lãnh sự Cuba tại Quảng Đông Dennis Litmot nhấn mạnh rằng mẫu xì hà mới này được sản xuất với số lượng hạn chế, do đó chỉ số ít khách hàng may mắn có thể sở hữu Cohiba SIGLO Zero. Mỗi hộp có hi bè SIGLO Zero có 18 điếu xì hà được làm hoàn toàn thủ công với lớp độn dài và các tầng lá được lựa chọn cầu kỳ. Đặc biệt, SIGLO Zero sẽ là sản phẩm xì hà đầu tiên được tích hợp chip NFC kết nối không dây trên vỏ hộp. Người tiêu dùng có thể quét mã để xác minh sản phẩm và tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Ngay từ khi bạn cầm điếu xì hà này, bạn đã có thể cảm nhận được sự sang trọng của nó. Nằm trong một chiếc hộp trông giống như chiếc dương sơn mài piano với các cạnh vát và hoàn thiện với các điểm nhấn bằng vàng. Lớp bao bóng tối, bóng bẩy được áp dụng một cách hoàn hảo, hứa hẹn một trải nghiệm thị giác tuyệt đẹp. Giải tem tự hào trưng bày logo có hi bè cùng với biểu tượng con thỏ trong cung hoàng đạo Trung Quốc, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và sang trọng. Sự pha trộn độc đáo này bao gồm sự kết hợp được lựa chọn cẩn thận của những lá cao cấp, được ủ đến độ hoàn hảo. Lần rút đầu tiên cho thấy sự phức tạp của các hương vị, bao gồm các nốt hương của gỗ, gia thục và gia vị, dần dần phát triển trong suốt quá trình thẩm thuốc. Với cấu trúc hoàn hảo, hương vị tinh tế và cách trình bày trang nhã, điếu xì hà này thể hiện bản chất của sự sang trọng và uy tín mà có hi bè được biết đến.